tay lái chuyên nghiệp. Chevrolet Trailblazer. Yếu tố phân tán sự tập trung. Nhiều người có thể không biết rằng trẻ em cũng là nguyên nhân gây mất tập trung. Hãy thử hình dung sẽ ra sao nếu bạn đang lái xe với 6 nhóc siêu quậy. Hành trình, người lái sẽ điều khiển Trailblazer chở 6 nhóc xuyên qua thành phố và vượt qua những chướng ngại vật không được báo trước. Chướng ngại vật 1, xe tải chở hàng. Chướng ngại vật 2, ô tô chạy chậm. Chướng ngại vật 3, mô tô chạy tốc độ cao. Nghề an toàn thông minh, nhìn trước tiến xa. Chevrolet, find new roads.